Xin chào các bạn học sinh lớp 5 của trường tiểu học Lâm An Bền. Thầy rất vui khi gặp lại các bạn ở tiết học thể dục ngày hôm nay. Ở tiết học thể dục ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung đó là nhảy dây và bật cao. Và trước khi vào bài học, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động để làm nóng cơ thể. Xoay cổ. 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay cổ tay kết hợp mũi chân 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi chân đổi chiều 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay khuỷu tay 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay cánh tay từ sau ra trước 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay hông 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay khớp gối 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi bây giờ đến với nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện di chuyển tung và bắt bóng. Ở nội dung này các bạn có thể cùng với người thân trong nhà gia đình mình thực hiện chuyền bóng, tung bóng bằng hai tay và nhận bóng bằng hai tay, hoặc các bạn có thể chuyền bóng vào tường một vị trí nào đó thích hợp. Khi bóng tung ra, chúng ta có thể nhận bóng bằng hai tay. Và bây giờ các bạn hãy xem thầy thực hiện nội dung này. Chúng ta thực hiện chuyền bóng bằng hai tay, tung bóng bằng hai tay về phía trước. Sau đó chúng ta di chuyển, tiếp tục di chuyển để chúng ta nhận bóng bằng hai tay. Và chúng ta lại tiếp tục chuyền bóng. Sau đó chúng ta di chuyển tiếp tục. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ thực hiện động tác này thật là nhiều lần. Đến với nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau ôm nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Và các bạn lưu ý, kiểu nhảy dây chân trước chân sau chúng ta cũng chia thành 4 phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ soi dây. Phần thứ hai là trao dây. Phần thứ ba là chúng ta nhảy dây. Và phần thứ tư là phần kết thúc. Và bây giờ chúng ta cùng xem thầy thực hiện. Đầu tiên chúng ta sẽ soi dây. Chúng ta thực hiện trao dây. Và chúng ta nhảy dây. Và phần kết thúc chúng ta sẽ thu dây. Và bây giờ các bạn sẽ cùng thầy thực hiện lại nội dung nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Đi vào nội dung bật cao. Các bạn quan sát thầy vừa phân tích vừa thực hiện động tác. Từ vật giới hạn, khi có hiệu lệnh, chúng ta trùng gối, hai tay đưa ra phía sau để tạo đà.
và bật nhảy lên cao với hai tay hoặc một tay chạm bóng. Và khi tiếp xúc đất, chúng ta chú ý cùng gối và hai tay dang ngang để tạo thăng bằng. Thầy vừa phân tích vừa thực hiện động tác bật cao. Bây giờ các bạn quan sát thầy thực hiện một lần nữa. Và trước khi chúng ta kết thúc tiết học, chúng ta sẽ thả lỏng cùng nhau để đưa trạng thái của cơ thể mình về lại ban đầu. Và chúng ta lắc tay. Thôi, chúng ta đưa chân lên, chúng ta lắc chân. Đổi chân. Thôi, tiết học chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn lại ở tiết học hôm sau.